trở lại đến tự ưng một tình huống phít sùa vào người Gamaser. Gamaser hết máu rồi và một con Gale bị chạy lỗi kìa, một con Gale bị chạy lỗi. Bây giờ quay đầu thì đã quá muộn màng và tự nhiên một cái phốt rơi vào đầu của Lazak và tự nhiên lỡ ngớ lại với vị trường vừa 6. Và một cái invi đến từ Lazak đập Storm chuẩn đến từ Asker và nhồi ra vào người của Storm là không lệch. Và tình huống nhồi rớt ở đấy vẫn là 16 nhưng mà có lẽ là không đủ mana. Vâng, sổ vào của Tena xuống ngay đến từ support. Vâng, có lẽ là không thể nào giết được và úp máu đến từ Omi. Quay rồi và như vậy là có sốc, bật được cái sồn rình và như vậy Sada chết luôn. Một tình huống sổ vào đến Sada và Fissure đến Asker có mặt là rất nhanh đến từ đội hình của team 1. Vâng, và Thùm sẽ là người chết lại. Và Thùm sẽ chết lại để điều này. Vâng, E không. Vâng, có lẽ Asker chưa tăng E. Anh tăng hai quả Fissure và tăng thêm một quả. Vâng, gặp nhau của Sky của Nazak. Vâng, sai lần kịp nhưng mà bây giờ sẽ là sấy đến từ Nazak, chắc chắn là chết rồi. Đàm phép đến từ Nazak nó là quá trâu và búp máu cho Nazak. Vâng, Storm bắt buộc phải lùi ra ngoài. Vâng, Storm trượt đến từ Nazak trong điều này và như vậy là kéo người đến quay trở lại clan boss của mình và check bắt đầu của PA. Vâng, trận đấu này team 2 đang đánh có vẻ nó khá là tẻ. Vâng, đằng sau thì Sky chết rồi, Sky đã lạc trôi vào một tình huống và như vậy là Gamaser cùng Sada bên dưới xử lý xong một chút. Đập đến từ Asker và búp máu của Omi vào người PA và Sada nằm xuống và bây giờ đến là Omi và Omi cũng phải ngã xuống thời điểm này và bây giờ sẽ đuổi về một con Gamaser lên nào 10. Và có check vâng chói được Phantom Assassin và Blink vào người Asker không? Blink được không? Vâng, cũng chưa kịp Blink thì ăn ngay quả hook đến từ ba thùng vào đầu và tiếp tục là chói và chip là kill dành cho Gamaser và như vậy là một cái ultra kill dành cho Gamaser và Gamaser bị trụ đạp chết rồi. Và Nazak là người xuất hiện cuối cùng và một tình huống xuất hiện cũng rất nhạy cảm thì Nazak để cancel cái ultra kill của đối phương và check ra ngoài kịp thời đến từ ba thùng. Vâng, còn 73 máu và anh chạy thành công để mày dừng lại ăn tiền tệ dừng lại. Vâng, tiền có là phải ăn. Vâng, mặc dù là đối phương đang đi đến và không cần biết tiền cứ phải ăn đấy. Và chết rồi. Vâng, quyết định ăn tiền là chính xác đến từ ba thùng. Vâng, bởi cả bầu trời luôn. Vâng, tiếp tục là vào cái Lambit. Oracle có là lầm. Đập một con Gao trở lại. Vâng, một Gamaser bị dắp người trở lại. Vâng, có lẽ là không ép kịp và bị nhồi đam và chết luôn. Vâng, nhồi đam đến từ team 1 cũng không đơn giản. Vâng, như vậy là Gao đã bay. Vâng, một tình huống solo ngược trở lại đến từ Nazak. Bây giờ đang vũ cánh chạy về. Vâng, Sky không có giày. Sky đi chân đất và như vậy là một tình huống combo từ xa cũng đủ để Sky lên bảng 18. Một cái double kill vừa nãy dành cho Nazak. Và bây giờ thì Storm đang muốn ăn trụ. Anh muốn ăn trụ và như vậy ăn trụ thành công. Vâng, một tình huống mà Omiclai cũng muốn đem đi trụ nhưng không được. Vâng, combo là rất đau và Omiclai búp được máu. Một tình huống bay để né được cái búp máu đến từ Omi và đấm chết Omiclai luôn. Lượng mana là đủ để cho Storm có thể quẩy nhau Nazak level 10. Vâng, sẽ một pha đập trước đến từ Asker, Storm vào. Một con Nazak chưa đủ đam để giết. Sẽ chưa đủ đam để giết một con Storm. Và Storm sẵn sàng bay ra ngoài thôi. Và như vậy lỡ ngớ bắt ngược được Asker và Gamaser có Blink lên sấy đam và dẫn ulti và như vậy Gamaser chết ngược và ba thùng là người vào. Vâng, như vậy là tình huống 2-2. Vâng, 2-2 cho tình huống này và làm xuống đến từ Nazak. Vâng, như vậy Sky vẫn chưa có giày, anh Điền vẫn đang đi chân đất và một cái đập đến từ Asker và như vậy là chết chặt đến từ Sky rồi, không cần sổ trụ Sky vẫn chết. Cái này trên top gần như là 100% và 16 phút trôi qua và Gamaser lên trên để hỗ trợ cho Storm ăn trụ và như vậy sẽ làm pha đổi trụ và tìm một P chậm hơn khá nhiều và team 2 là người ăn được cả trụ 2 luôn. Ăn được cả trụ 2 và JPL búp vào người Nazak để Nazak tè về và bây giờ sẽ làm tình huống ôm vào và tè về rất đông đến từ đội hình của team 1 và bây giờ tình huống bay ra ngoài và Gamaser lùi về thành công và như vậy đã có mạng nằm xuống bỏ lại một mạng của rớt. Vâng, rất chân chậm, một chân ngắm không chạy kịp và ba thùm cùng với lại Sada ốp vào và anh chết rồi. Và bắt một con Storm là hơi khó. Vâng, thực sự là như vậy. Con solo kill của Sada. Sada có là Amnet và với check đến từ Sada thì rất có lẽ là không cửa để solo của Sada ra rồi. Và đã phát hiện được đối phương ăn đồ sàn và Asker đứng ngoài để đợi. Một cái đập đến từ Asker và ba thùm bị cancel cái check và đằng sau Nazak đang solo vào. Vâng, đang có ra hết và dí chết được Sky luôn. Sky không có tuổi và như vậy Storm nhảy vào để cản. Zipel được búp lên, búp được Zipel thì hết. Vâng, mất cái gian hết đến từ Nazak và trong khi đó thì anh chàng Gamaser đã quay ngược trở lại. Vâng, tóm được PA chết rồi. PA đã mất đi cái hồi sinh và bây giờ là check vào đến từ ba thùm. Vâng, đập chết Omiclai trong điều này. Có check đến Sada. Vâng, một tình huống càn team đến team 2 và có lẽ team 1 sẽ thua. Ba thùm và xin lỗi là PA đã sống lại và một tình huống xả đam đến từ Nazak. Vâng, với cái GPL của Omiclai, vâng, Nazak có lẽ là bất có mẹ tử trong combat luôn. Bây giờ ba thùm cũng đã nằm xuống. Vâng, thua rồi. Một tình huống combat mà có lẽ cái AOE và đam phép vẫn là trội hơn quá nhiều đến từ đội hình của team 1. Vâng, một lúc tuần 10 điểm đến Storm và phải bay về và tele luôn. Một combat vào Zosan. Vâng, bây giờ là Storm bắt đầu công cuộc đi ganh nẻ của mình. Vâng, có Bloodstone là 14. Vâng, Nazak vừa xử lý được Sky đúng hơn. Còn Sky tiếp tục chết. Nazak đã có được cho mình cái Blink.
và một pha check vào đến từ anh Trà Ba Thùng. Vâng, Trà Đa không muốn vào các bác, anh chỉ đứng ngoài để gọi là chim chuột thôi. Vâng, Omi vào, rất đáng tiếc là bị tóm cổ ngay đến từ Tom, và PA cũng là người làm số và xuất hiện đến từ đội hình của team 2 là cực kỳ nhanh và có mặt quá nhanh và lăn dọc bay back thời điểm vừa nãy. Lăn dọc bay back và combo vào người của anh chàng Gamaster. Vâng, Storm nhảy lên để can và Ba Thùng là người check vào. Và Storm hết mana rồi. Storm hết mana rồi và Ba Thùng sẽ là người ở lại. Vâng, nhồi đam đến từ rớt cùng với lăn dọc nó không phải nhỏ. Ba Thùng đã làm xuống ngay và luôn. Bây giờ Gamaster đang muốn quật ngược trở lại. Gamaster có gậy sành. Gamaster đã có gậy sành, lượng máu của Gheo Đệ đã lên đến 1k3. Chói ngược trở lại và đằng sau Sky thả ulti không. Hai cái chói Sky cần thả ulti mới là 1-6. Sky nhưng không đủ mana thì phải. Một tình huống lùi về đến Sky và bây giờ là ulti và rất may là các con Gheo Đệ đã không bị ăn ulti đến từ rớt. Và một tiếng sổ lên đến từ Nezak và quyết định lấy mạng của Sky và Gamaster quay ngược trở lại. Vâng, nhồi đam vào người của anh chàng Nezak. Nezak chết rồi. Vâng, có check đến từ Zara. Vâng, 5 con Gheo nó đấm thì có lẽ là sụp huyết áp luôn. Đến một mạng của support và anh phải chết. Và cúp dịp bèo cho Oscar và nhảy vào đến Zara. Và một pha nhảy vào là rất khít. Ba Thùng check vào. Vâng, đội hình của team 1 lát luôn thời điểm này. Vâng, lấy được một mạng của Omi. Và bây giờ tình huống làm xuống của Ba Thùng. Bên ngoài cũng làm xuống của Zara. Và bên trong Ba Thùng cũng làm xuống. Gamaster xuất hiện và Nezak chết lần thứ hai. Vâng, Nezak dieback, một tình huống dieback của anh chết tiếp. Và bây giờ đang muốn trói lại Oscar. Vâng, Storm đang muốn sổ vào và kéo và sau đó bay ra ngoài đường mạng cho Gamaster. Và một tình huống Gamaster tiếp tục ăn được mạng và làm 19 đến từ Gheo rồi. PA bây giờ có lẽ không đủ tuổi để cân nhau đối với Gamaster, cách biệt là 7 level đến từ Gheo. Vâng, PA bây giờ nhảy vào và nó chấp hòa cho được, đi tìm đối phương. Vâng, Nezak thì được cái dipel đến từ Omi rồi. Và Nezak đang muốn lên cho mình cái gậy xanh tiếp theo. Vâng, Gamaster bây giờ nhảy vào Nezak cầm bốc búp ulti luôn đến từ Omi, đánh rất nhạy cảm. Vâng, chưa đến quân địch đâu, anh đã cắt ulti rồi. Và như vậy là Ba Thùng nhảy vào, Ba Thùng chết luôn. Bây giờ đến là Sada. Vâng, gõ vào đầu Omi. Vâng, hai check, vâng, chỉ có một check và hai gõ là chết. Vâng, Crit Dam đến từ PA và Sada lăn xuống và rất bị quay bởi Gamaster. Gamaster vả chết rất đều này rồi. Vâng, bây giờ đến là PA, vâng, kéo PA lại và Gamaster nó đấm. Gamaster nó đấm vào một cái phít xuống. Storm đến từ Nezak không và Storm chết rồi. Storm chết để lại máu cho Gamaster. Storm chết để lại máu cho 5 con Gheo Đệ. Và bây giờ đến lượt anh chàng Nezak có lẽ cũng chết. Nezak phải tự sát thời điểm này. Một tình huống giết Storm có lẽ là một điều sai lầm. Vâng, vâng, Storm ở mid. Vâng, Storm ở mid. Vâng, một cái đập đến từ Oscar. Vâng, từng nói là buông chuột đến từ Storm. Vâng, một lượng máu không phải nhỏ đến Storm. Cầm nhồi stun là quá chuẩn và như vậy là bay luôn. Storm không ấn được cái loot gì. Và một tình huống check ra ngoài để tránh anh chàng đen giặc kia. Và như vậy là Ba Thùng là một tình huống chui đúng miệng cọp. Vâng, như vậy là tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa. Vâng, đằng sau tiếp tục là cái GPL đến từ anh chàng đen giặc. Vâng, tiếp tục cung GPL và bên dưới Gamaster đang đẩy nhà. Vâng, lại là một trận đấu nữa có một hero đẩy nhà. Vâng, trận trước chúng ta được xem con Tèo Lết đẩy rát nhà rất khó chịu. Và trận đấu này sẽ làm con Gamaster, sẽ làm con Gamaster thay thế cho dành thay thế cho con Tèo Lết. Vâng, như vậy là vừa nãy đã có một tình huống làm xuống đến từ anh chàng PA. Và Sada là người quay người trở lại. Vâng, đấm rất đau đến từ Sada và một cái double kill dành cho Sada luôn. PA cùng Ami đều làm xuống, bị check của Sada nó đấm cho hai hit là chết. Và tiếp tục là đi ăn Zosan rồi. Và lần này thì Gamaster cầm được Zosan trong người. Vâng, chúng ta quay trở lại các bác thời điểm này. Một cái GPL đến từ Omi vào người Nezak nhưng mà Gamaster đập luôn. Lượng máu của Gamaster là 3k máu và anh đứng tăng cái lượng đam đến từ Nezak và anh hoàn toàn có thể chiến thắng được. Vâng, 5 con Gheo đập chết một cái GPL của Omi Clay. Và bây giờ đây anh chàng Ba Thùng đang quay ngược trở lại và ulti và như vậy là có BKB đến từ PA rồi. Vâng, Ba Thùng chắc chắn sẽ chết. Sở đà bây giờ mới xuất hiện, một tiếng nhảy vào, vâng, check và một cái silent vào đầu của Omi Clay. Vâng, giật vào người của anh chàng Storm một cái ulti đến từ Oscar là cực đẹp. Vâng, nhồi đam vào người của Gamaster. Storm chết luôn thời điểm vừa nãy. Vâng, vừa nãy một tình huống mà có lẽ Gamaster pop anh chàng Storm và Gamaster sẽ chết thời điểm này. Vâng, Gamaster sẽ mất đi cái hồi sinh và đây sẽ thời điểm bị quay tiếp. Vâng, chắc chắn sẽ chết tiếp thời điểm này rồi. Sada đang nhảy vào, Sada nhảy vào để can và sống lại đến từ Gamaster, một tình huống cực kỳ nhạy cảm đến từ team 2 khi mà Sada cùng với Gamaster đang tổ chức combat với nhau. Vâng, đập chết được anh chàng Nezak trường, Nezak vẫn sống và Gamaster có lẽ sẽ chết được. Gamaster sẽ chết. Vâng, Gamaster trước cái chết lấy được mạng của Nezak, một tình huống xô vào bên trong đến từ Sada và rất là người kết thúc cái mạng của Sada. Vâng, rất buyback trong tình huống hướng vừa nãy. Vâng, PA buyback. PA buyback và Gamaster buyback, một tình huống buyback đến Gamaster để muốn gọi là clear team trăng. Vâng, rớt này thì rớt. Vâng, như vậy là bỏ qua PA. PA đang chém Gamaster. PA chém Gamaster như kiểu mỗi lần đi lốc vậy, một cái AP vào người Gamaster đệ. Và như vậy là nằm xuống đến từ PA. Vâng, này thì búp gộp với chúng tôi và rớt buyback. Vâng, một cái jump pack, vâng, hai cái jump pack đến từ Gamaster. What the fuck trong thời điểm này. Vâng, hai cái jump pack đến từ Gamaster chứ không phải một. Một tình huống nhồi đam và gọi là đánh cực kỳ cho điên đến từ đội hình của team 2. Và Storm bay vào và lấy cái mạng của rớt. Vâng, trận đấu đang đẩy đến cái thời điểm gọi là cực kỳ căng não. Vâng, rớt chết rồi, đổ đam đến từ con chít là chết. Vâng, có lẽ muốn bắt Sky. Sky đã khá hơn một chút khi anh đã có cho mình đôi vitit.
Vâng, sút đạn chuẩn đến từ Lenzak và một cái Dipel búp lên và Sky chắc chắn là ngã xuống và chết. Vâng, trong khi đó một tình huống nhảy vào đến Storm, vâng, vòng PA máu sụt quá nhanh và một cái stun đến từ ba người và Lenzak stun quá đẹp thời điểm này. Vâng, Sucker nhảy vào Eslam, vâng, một pha combat phải gọi là đẹp như trong mơ đến từ team 1. Vâng, điều nó cũng mắc rồi, vâng, lấy được hai jumpack nó cũng vậy à. Vâng, bây giờ tình huống là gặp nhau, vâng, Lenzak có mặt ngay và Sada không kịp ấn một cái lưu gì. Trận đấu này thật sự là hai team nổi làm nó quá khủng khiếp. Sada đang đẩy trên top và đang chia nhau ra và Storm bay thẳng ở giữa, vâng, quá miệng anh chàng Omiclai. Vâng, một tình huống nhảy thẳng mặt Omiclai bị stun và Storm chết luôn. Vâng, một tình huống stun quá lép đến từ Lenzak, vâng, đoán được đường bay đến từ anh chàng Storm và Storm chết có lẽ là cũng hơi nhạy cảm. Và bây giờ đến lượt Sada và người Gamaser. Gamaser vâng, một cái ulti của Omiclai thì Gamaser tắt rồi, Gamaser không có cửa để đánh, vâng, không có cửa để chơi cùng với Omiclai cùng với Lenzak. Vâng, bài toán này khó quá. Vâng, gọi là đổi câu hỏi. Vâng, mình đang xem chat. Vâng, Gamaser muốn lấy nhà. Vâng, một tình huống nhảy vào Oziker. Vâng, đập thẳng mặt Gamaser và 900 đam đến từ PA nhồi vào một cái EB của anh chàng Gamaser vào người PA. Vâng, nổ được đam không? Có lẽ là không được rồi. Vâng, đi xe bổ nó nhiều quá. Thật sự là Gamaser đến thời điểm đánh rất khó. Đấu này chết khá nhiều trong combat. Vâng, một lúc tôi còn 3 điểm. Bây giờ nhìn thấy mặt đối phương là phải phi về. Vâng, Zipel cộng với lại đan giặc đó, bài toán có lẽ là khá là khó. Vâng, PA nhảy lên và chém chết được Sky luôn. Và bây giờ có tăng nhồi vào đến Oziker cùng với lại Nazak. Vâng, Sada chết luôn rồi. Và bây giờ nhảy vào đến từ anh chàng Storm. Vâng, PA đã nằm xuống. Vâng, búp máu cho Nazak. Vâng, Storm đang muốn bay ra ngoài. Storm muốn bay ra ngoài. Hết mana đến từ Storm. Và bây giờ nhảy vào của Sada. Vâng, chết mọi người Nazak. Vâng, Gamaser đang muốn lấy mạng của ai đó bên ngoài. Vâng, Gamaser giết Oziker bên ngoài trong khi đó Nazak bên trong. Vâng, Nazak sẽ nằm xuống trong tay của Storm. Và như vậy vẫn đủ đam để giết con Nazak bên trong. Và bên ngoài Omni có lẽ cũng đã chết rồi. Và một combat. Vâng, như vậy là Gamaser buyback. Vâng, bây giờ tình huống nhảy vào, vâng, Gamaser bị xích rồi, vâng, chắc chắn là chết và tôi không cần nói nhiều. Vâng, nó đã ốp đam là chết và như vậy là mất đi hồi sinh đến từ Gamaser. Vâng, đang có tín hiệu về nhà đến từ team 2 và Gamaser bán máu để lấy nhà chăng. Vâng, hồi sinh lại và tiếp tục e vào, Gamaser nhảy vào thôi, chết rồi. Thật sự là không có cửa và không thể ấn được một cái loot gì luôn trong cái đội hình này. Và Gamaser dù có 2 mạng, có 3 ca máu chứ 4 ca máu cũng chết rồi. Và bên trên thì có lẽ Storm cùng đồng đội đang muốn lấy nhà. Vâng, đổi mạng của Gamaser lấy một bàn danh chăng. Vâng, có lẽ là hơi bị hoang phí. Và Storm tóm Omi theo Clay cho đến này. Vâng, bắn Storm đấm rất đau. Omi Clay hết mana. Có lẽ Omi Clay đã hết skill rồi. Vâng, cũng GPL cho ai đó. Đằng sau Nezak dí chết được Sada. Vâng, có BKB đến từ Nezak. Nezak cũng đã chủ động lên BKB rồi. Và bên trên là một cái chip và kill dành cho PA. PA chém chết được Storm luôn. Vâng, một combat thắng dành cho team 1 kìa. Các anh đã đáp thành công thể ở này. Vâng, Storm nhảy vào và tóm được Nezak và nhồi đam một người Nezak. Vâng, Nezak rất cứng nhưng mà có lẽ anh không thể làm gì được. Vâng, một tình huống nhồi đam đến từ thứ hai nó cũng là rất sắc nét. Vâng, Nezak mặc dù nhiều đồ BKB cũng không thể ấn được luôn. Vâng, nó đã nhồi là chết, không có cửa bật BKB luôn. Vâng, Disable là cực kỳ hiểu. Gamaser là người đi ăn nhà ba rách và Nezak người ba bách. Vâng, đang cố lấy lốp cái ba rách đến từ Gamaser. Ulti đã cơ rồi, đập chết anh chàng Gamaser luôn. Ba bách đến từ Nezak để cancel việc phá nhà của Gamaser. Và bây giờ xem tình huống P ngược trở lại. Quên, đúng rồi. Quên mất. Và ôi cái gì thế này, một tình huống hack crit đến từ PA. PA hack crit và ba tình huống crit vào người của anh chàng Storm và PA là người gót lại. Vâng, PA đã quay trở lại thời điểm cuối game và anh sẽ là người đem lại chiến thắng dành cho team 1. Một cái gót lại đến từ PA và chém cả bầu trời. Và bây giờ tình huống nhảy vào Omicron cắt ulti rồi. Vâng, Sada sẽ chết. Vâng, chip của Kim và sẽ là cái Ultra Kim đến từ Phantom Acid. Vâng, sức mạnh của một con siêu nhân nó được thể hiện về cuối game các ông ạ. Một cái búa ba cuối. Đồ không cần nhiều, đồ chỉ cần thế này thôi. Một tình huống tỏa sáng đến từ Phantom Acid ở cuối game. Nó đem lại một cái Ultra Kim và có lẽ sẽ là một tình huống thắng lợi đến từ đội hình của team 1. Vâng, bây giờ thì Fang nhà. Vâng, P thẳng là win rồi. Vâng, một tình huống sống lại qua đây. Vâng, Gamaser là người sống lại. Gamaser có đủ sức để đem không? Vâng, có vẻ như team 1 muốn P thẳng rồi. Vâng, đang muốn lấy thủ lạnh thời điểm này. Và Gamaser Terra lên. Vâng, đây sẽ là một cuộc đọ P nhà. Vâng, 5 con Gale đọ với lại đối phương. Vâng, Terra về đến từ Nezak. Vâng, phải cancel Terra. Đúng rồi. Và Storm là người cancel Terra đến từ anh Nezak. Bây giờ không thằng nào có thể Terra về đáp nhà. Vâng, tao không cho phép thằng nào Terra về. Bây giờ tình huống là P đua xem thằng nào P nhanh. Và đằng sau như vậy là có tình huống phá đám đến từ Sky. Nhảy vào Sky chết luôn. Và 1390 máu. Và trong khi đó cây khế. Vâng, Gamaser là người vả gần xong cây khế rồi. Vâng, PA chết. Vâng, thôi thua rồi. Và như vậy là Gamaser đang rất đùng đỉnh hái khế. Vâng, một tình huống trai đến từ đội hình của team 2 và Gamaser nó chỉ cần một cái chạm vào thôi là sẽ kết thúc trận đấu này.